Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và thưa quý vị, tối nay là ngày 27 tháng 1 năm 2014. Trong phần đầu của chương trình thì Tuấn có nói sơ qua cái con số giải quyết của Sở Di trú liên quan tới vấn đề xin vào quốc tịch, hồ sơ xin bảo lãnh và hồ sơ xin thẻ xanh. Rồi sau đó thì Tuấn cũng nói sơ qua cái vấn đề thẻ xanh qua cái hệ thống ALIS thì nó hơi chậm một tí để cho quý vị mới định cư nhận được thẻ xanh. Rồi sau đó thì có một cái câu hỏi của quý vị. Bây giờ thì tới phần 2 thì xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin của tháng 2 năm 2014. Kính thưa quý khán thính giả, sau đây là visa bulletin cho tháng 2 của 2014. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Trung tâm visa đang giải quyết hồ sơ có ngày 1 tháng 1, 2007. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ ngày 8 tháng 9, 2013. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ có ngày 8 tháng 7, 2006. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ có ngày 15 tháng 5, 2003. Và diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em đang giải quyết hồ sơ có ngày 22 tháng 10, 2001. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 2, 2014. Vừa rồi là cái sự trình bày visa bulletin qua cô Nam Phương. Quý vị có thể theo dõi cái visa bulletin được thông báo qua những cái chương trình hàng tuần với Tuấn, hoặc là quý vị có thể theo dõi cái visa bulletin hàng tháng qua cuốn báo Việt Life. Cuốn báo là Việt Life là một cuốn báo được ân hành mỗi tháng một lần qua cái phụ trách của đài truyền hình Việt TV và Việt Face. Thưa quý vị, có vài cái chi tiết để Tuấn make sure, Tuấn nhắc nhở quý vị rằng là cái văn phòng làm hộ chiếu Hoa Kỳ tại Houston đã bắt đầu mở cửa lại rồi. Từ tháng 8 cho tới tháng 12 vừa qua thì văn phòng tại Houston đã đóng và đã sửa chữa. Thì bây giờ văn phòng tại Houston đã mở cửa lại và đã làm việc lại bình thường. Thì ở Dallas và Houston thì chúng ta đặc biệt có cái văn phòng giải quyết hộ chiếu Hoa Kỳ rất là nhanh cho quý vị. Thì trong những cái mùa thu vừa qua thì văn phòng tại Houston có sửa chữa, có thay đổi và bây giờ người ta đã làm việc lại rồi. Cái thứ nhì và Tuấn muốn nhấn mạnh lại đó là nếu mà quý vị mới định cư thì cái thẻ xanh hơi chậm. Để muốn giảm cái thời gian cái thẻ xanh nó bị chậm á, thì nên trả tiền trước khi qua Mỹ và nên trả tiền ở trong nước Mỹ với cái nhà băng ở trong nước Mỹ cho nó nhanh hơn. Và bây giờ xin mời quý vị gọi vào cho chương trình tối nay, số điện thoại là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ vâng, mời cô lên tiếng đi ạ. Dạ, em chào luật sư ạ. Chào cô ạ. Dạ, em tên Hồng, em ở Dallas. Dạ vâng. Mời chị Hồng ạ. Em có một câu hỏi. Em có cái cháu gái, năm nay cháu 18 tuổi. Cháu muốn bảo lãnh du lịch cho ba cháu qua đi chơi. Giờ em muốn hỏi luật sư là thủ tục làm như thế nào? Dạ vâng. Ngoài câu hỏi này, cô Hồng còn câu hỏi gì khác cho Tuấn không? Dạ không. Dạ vâng. Thưa cô Hồng ạ, ba của cháu và cô có giấy hôn thú hay không? Hoặc là trước đây ly dị hay không? Dạ không, không có giấy hôn thú. Dạ vâng. Thưa cô, ba của cháu nó bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Mà ba cháu năm nay chắc 58 ạ. Dạ vâng. Ba cháu đã lập lại gia đình chưa? Dạ chưa. Dạ vâng, cho nên ông ta vẫn còn độc thân. Không, trước đó có vợ rồi. Dạ vâng, và bây giờ không còn vợ, vẫn còn, bây giờ đã ly dị rồi, bây giờ còn có con không, có con dưới tuổi thành niên không? Dạ không. Ok, cảm ơn cô Hồng rất là nhiều và bây giờ Tuấn sẽ cố gắng trình bày cho cô. Khi mà nói về cái vấn đề đi du lịch đó, thì cái lý do qua bên này thì nó thăm con đối với Tuấn là cái lý do rất là chính đáng rồi. Nhưng mà khi mà nói về cái hồ sơ đi du lịch đó thì cái quan trọng là làm sao cái lãnh sự quán tin người ta sẽ trở về Việt Nam. Ok. Cho nên trong cái trường hợp này nó khó. Là tại sao nó khó? Là tại vì người ta có đứa con 18 tuổi
mà người mẹ của đứa con cũng ở trong nước Hoa Kỳ luôn, và người ta lại độc thân hoặc là không còn vợ nữa ở bên Việt Nam. Cho nên trong cái tình trạng này nó khó, tại vì cái lãnh sự quán có thể nghi ngờ rằng là ông ta có thể không có trở về, tại vì rất là có thể là vẫn còn cái quan hệ với mẹ ruột, hoặc là có thể sau này thì đứa con bảo lãnh cho ông ta ở đây luôn. Nhưng mà nếu mà có làm hồ sơ đi du lịch đó, nếu mà có tiến hành hồ sơ du lịch đó, thì nhớ rằng là make sure kê khai cháu nó ở bên này, rồi mẹ cháu nó ở bên này. Đó. Và khi mà phỏng vấn phải trình bày hết tất cả những cái tài sản, cái công ăn việc làm, những cái tài sản của ông ta ở Việt Nam thì maybe nó có cơ hội. Nhưng mà Tuấn thấy trong cái tình trạng này phần trăm cao thì cái lãnh sự quán sẽ từ chối đó. À, rất là cảm ơn cô Hồng ở Dallas, và bây giờ Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Hello? Dạ, mời cô ạ. Dạ, em tên là Than ở Houston á. Dạ, vâng. Dạ, chào sư, em muốn hỏi là mẹ của em bảo lãnh cho chị của em trên 21 tuổi có gia đình á. Dạ. Hồ sơ nộp năm 2005. Dạ, vâng. Vậy thì bao lâu mới được giải quyết? Dạ, vâng. Rồi Thanh còn câu hỏi gì khác cho Tuấn không? Dạ còn một câu nữa là em muốn hỏi là hồ sơ của em bảo lãnh cho hiện vợ chồng á, tháng 12 năm 2012. Dạ vâng. Lúc đó có kêu đóng visa nhưng mà lúc đó em không có income. Thì đầu năm nay em đóng income vô thì bao lâu sẽ được phỏng vấn? Ok, và Thanh, xin lỗi, Thanh đã có quốc tịch chưa? Dạ, em có thẻ xanh 10 năm. Dạ vâng. Và thẻ xanh trước, Thanh trước đây đi qua đây theo diện gì vậy Thanh? Dạ, em đi diện lên tủ. Ok, cho nên mẹ bảo lãnh hay sao vậy? Dạ, mà em đi theo mẹ ngoại của em bảo lãnh. Dạ vâng. Và cho Tuấn hỏi thêm là Thanh nộp hồ sơ cho ông xã của Thanh hồi nào vậy? Dạ. Thanh nộp hồ sơ bảo lãnh cho ông xã của Thanh hồi nào vậy? Dạ, tháng 12 năm 2012. Ok, và hồ sơ đã yêu cầu đóng tiền visa rồi ha? Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Đầu tiên, cái câu hỏi của cô Thanh thì nó hai phần. Vấn đề bảo lãnh con đã lập gia đình mà bà ngoại của Thanh đang bảo lãnh cho một người Việt Nam, người con ở Việt Nam. Thì cái hồ sơ của gia đình của Thanh, bà ngoại bảo lãnh là năm 2005, đó là hồ sơ ưu tiên 3 là cho con đã lập gia đình đây, người mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con lập gia đình. Thì bây giờ người ta đang giải quyết tháng 5 năm 2003, hồ sơ năm 2005 thì nó còn ít nhất là trên 2 năm nữa cô Thanh. Còn riêng cái hồ sơ của Thanh bảo lãnh cho ông xã, Thanh chỉ có thẻ xanh thôi, bảo lãnh cho ông xã thì nếu mà đóng visa làm thủ tục bảo trợ tài chính đơn xin visa DS-260, thì Tuấn nghĩ chắc khoảng 6 tháng cho tới 8 tháng nữa sẽ được phỏng vấn. Lý do là tại vì cái hồ sơ này nộp từ tháng 12 năm 2012 lận. Bây giờ chỉ cần đóng tiền visa, làm cái giấy tờ bảo trợ tài chính, làm cái đơn xin visa, rồi sau đó nó phỏng vấn thì Tuấn ước lượng khoảng 6 cho tới 8 tháng. Rất là cảm ơn cô Thanh ở thành phố Houston, và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Hello, em là Đạt ở Houston. Dạ vâng, chào anh Đạt ạ. Dạ, em có làm giấy tờ cho bà và vợ đó, để bảo lãnh em vợ qua. Dạ vâng. Mà giờ nó cần cái DS-261 là cái đó giấy là gì? Cho Tuấn hỏi, mẹ, ha, David nói cho nó dễ, mẹ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi phải không ạ? Dạ đúng rồi. Mẹ bảo lãnh, mẹ thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi. Hồ sơ này từ hồi nào vậy anh Đạt? Dạ, năm vừa rồi, tháng 7. Ok. Cho nên bây giờ chỉ cần làm cái DS-260 thôi phải không ạ? Dạ đúng rồi, nó nói 261 anh. Dạ không, không phải 2. À, cho Tuấn tí. À, cho Tuấn hỏi là em nó bây giờ là bao nhiêu tuổi vậy? Dạ, năm nay nó 20. Ok. À, rất là cảm ơn Đạt ở thành phố Houston. À, Tuấn không nhớ chính xác DS-261 là cái gì. Tại vì Tuấn nghĩ DS-261 hình như là cái giấy ủy quyền đó. À, có thể là cho Tuấn trình bày sơ qua để Đạt hiểu là như thế này. Cái thủ tục bây giờ người ta làm hết ở trong nước Hoa Kỳ. Đó, trong nước Hoa Kỳ. Đó, rồi sau đó cái trung tâm visa sẽ hoàn tất hết tất cả thủ tục.
rồi cho lên danh sách phỏng vấn, rồi sau đó chỉ có phỏng vấn với cái lãnh sự quán thôi. Cho nên tất cả cái thủ tục người ta muốn điền hết ở trong nước Hoa Kỳ. Nếu mà không có luật sư đại diện đó, thì thân nhân ở Việt Nam phải ủy quyền cho một người đại diện ở đây. Thì trước đây đó, trước đây là trước tháng 9 đó, cái mẫu đơn ủy quyền là DS-3032. Đó, có thể bây giờ cái mẫu đơn ủy quyền là bây giờ là DS-261, Tuấn không nhớ chính xác. Nhưng mà cái đó là có thể cái giấy ủy quyền mà người ở Việt Nam có thể phải điền để cho cái người bên này điền dùm cái DS-260 hoặc làm thủ tục cho bước kế tiếp. Tất cả những cái mẫu đơn này là online với cái website của Bộ Ngoại giao. Nếu mà cần liên lạc với Tuấn sau, rồi Tuấn nói cho nó chính xác hơn tại Đạt ở thành phố Houston. Nhưng mà nếu mà ngay bây giờ, nếu mà Tuấn đoán cái DS-261 là có thể là cái giấy ủy quyền thôi, là cái thủ tục ủy quyền thôi. Trước đây là DS-3032, thì bây giờ nếu mà online là DS-261. Xong cái DS-261 rồi tới cái DS-260 nó đạt. Rất là cảm ơn anh Đạt ở thành phố Houston. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Dạ vâng, xin mời anh ạ. Chào luật sư Đạt. Tôi tên Kiệt. Dạ vâng, anh Kiệt. Ở Cà Lần. Tôi bảo lãnh cho anh em ruột. Đóng tiền visa rồi. Bây giờ thì hiện tại income có 5.000 thôi. Bởi vì hiện tại nếu như vậy là bảo lãnh to. Bên này 6 người, bên Việt Nam 4 người. Nhưng mà là tổng cộng 10 người, nhưng mà tôi đang học đòi là bao nhiêu ạ? Dạ vâng. Cho Tuấn hỏi cái hồ sơ này làm từ hồi nào về ông Kiệt? Dạ tháng 5 2001. Tháng 5 2001. Có cháu nào sắp sửa trên 21 hoặc đã trên 21 chưa? Dạ tôi không ạ, mới có 2 tuổi thôi ạ. Dạ vâng. Ok. Cho nên xin lỗi, chờ Tuấn một tí ha. Ông Kiệt, cái con số chính xác cho 10 người Tuấn không có nắm rõ ở đây. 4 người Việt Nam, 6 người ở đây là 10 người đây. Ông Kiệt gọi lên hỏi về cái vấn đề con số để cho cái bảo trợ tài chánh. Thì cái bảo trợ tài chánh người ta đòi hỏi cái mức thu nhập của cái người bảo trợ hoặc cái người đồng bảo trợ thì nó phải trên cái con số mà căn cứ vào bao nhiêu người trong gia đình của người ta và bao nhiêu người được định cư. Thì nói tóm lại trong cái trường hợp của ông Kiệt ở Garland thì nhà ông 6 người, ở Việt Nam được định cư là 4 người, là 10 người. Thì Tuấn estimate cái con số nó khoảng 52.000. Đó. Cái lý do tại sao? Tại vì 2 người thì hiện tại bây giờ khoảng 20.000. Đó. Và còn lại 8 người, mỗi người là khoảng 4.000. 4.000 nhân cho 8 là 32.000. 32 cộng với 20.000 là khoảng 52.000. Nếu mà Tuấn estimate đó, thì nó khoảng 52.000. Nếu mà ông Kiệt muốn thấy cho nó chính xác hơn á, thì vào cái website của Sở Di trú đó là uscis.gov, uscis.gov. Rồi trong cái website đó đó thì nó có cái form E-864P for Poverty hoặc là P for Peter. Thì trong đó nó có cái guideline cho ông. Mà cái guideline đó Tuấn mới check á, thì đó là năm 2013 thôi. Năm 2014 thì cộng thêm mấy trăm mỗi đầu người. Thì Tuấn estimate nó khoảng 52.000 cho chú Kiệt đó. Cảm ơn chú Kiệt ở thành phố Garland. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, chào luật sư Tuấn. Dạ vâng. Tôi có câu hỏi rằng là nếu một đứa bé 14 tuổi mà nó có thường trú, nó có thể lãnh được người mẹ nó qua đây không? Mà còn nếu trường hợp mà nếu nó lãnh được thì khoảng tuổi nào lãnh và có phải có quốc tịch hay không? Dạ vâng. Xin lỗi cho Tuấn biết tên và gọi từ đâu đi cô. Tên gọi thôi, first name thôi cô. Dạ thưa, tôi tên Hai, gọi ở Houston ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô Hai. Ngoài câu hỏi này, cô còn câu hỏi gì cho Tuấn không ạ? Dạ thưa không. Dạ vâng, cảm ơn cô Hai rất là nhiều. Con phải có quốc tịch và con phải trên 21 tuổi mới có quyền bảo lãnh cô Hai ạ. Cho nên cháu bây giờ 14 tuổi vẫn có thẻ xanh thôi. Thì 7 năm nữa và có quốc tịch thì lúc đó cháu nó có quyền bảo lãnh cho mẹ của cháu. Khi mình nói 21 tuổi là phải chính xác 21 tuổi mới có quyền nộp cái mẫu đơn I-130 lận. Nếu mà chưa có chính xác 21 tuổi nộp thì sẽ bị từ chối. Cho nên con phải 21 tuổi và có quốc tịch Mỹ mới có quyền bảo lãnh cho cha hoặc là mẹ. Rất là cảm ơn cô Hai ở thành phố Houston. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, thưa luật sư ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Dạ, thưa luật sư, tôi tên Ngọc ở Austin. Dạ vâng, mời cô ạ. Tôi qua đây. Dạ, tôi qua đây
thay vì tôi trả lại kết hôn vào tháng 10 tới tháng 8 năm 2012, tôi có đi phỏng vấn ở Irving. Thì thực sự là sau khi phỏng vấn thì cái người officer cũng chúc tôi những cái điều tốt đẹp thôi. Và sau đó khoảng 10 ngày thì tôi nhận được cái approval notice về cái mẫu Y130 của chồng tôi. Nhưng mà từ đó đến nay thì tôi cũng không có được sự trả lời gì. Và vợ chồng tôi có làm Y4Life để vô USGS ở Irving vào khoảng 5 đến 6 lần để hỏi thăm. Nhưng mà người ta cũng không biết như thế nào. Vào lúc vào tháng 12 vừa rồi á, thì khi mà tôi vô thì người officer có nói là tôi ngồi chờ khoảng chừng 15 đến 30 phút thì họ sẽ gửi email để họ hỏi. Sau đó họ nhận được email trả lời là hồ sơ của tôi đem đi thôi mà không có cho biết lý do. Dạ, tôi xin hỏi thực sự là ngoài cái chuyện làm biên thông báo đó, thì mình còn cách gì để mình biết cho hồ sơ của mình như thế nào không ạ? OK, đây là cái trường hợp đi du lịch ở lại kết hôn ạ. Dạ. Dạ vâng. Rồi đi phỏng vấn sở di trú có tách riêng hai người không? Dạ thưa không ạ. Rồi sau đó nhận được giấy chấp thuận Y-130. Dạ. Dạ vâng, nhưng mà cái Y-485 là cái mẫu đơn xin thẻ xanh người ta chưa có gửi cho cô. Người ta có yêu cầu bổ túc gì không hoặc là xin ân xá hay cái gì không? OK. À, cảm ơn cô Ngọc rất là nhiều. OK. À, well, trong cái tình trạng này mình đã thấy trước đây rồi. À, trước đây là khoảng cái thời điểm sau năm 2001. Thì cho cô Ngọc và quý vị cái background thôi, là cái câu chuyện trước đây thôi. Thì nếu mà cô hiểu được cái câu chuyện trước đây thì maybe thì nó có thể trả lời cái thắc mắc của cô được. À, trước đây đó, thời điểm trước 911 đó, năm 2001 đó, thì nó không có nhiều cái background check là cái xét về cái lý lịch của người ta, cái xét về cái lý lịch của người ta. Đó. À, trước đó thì chỉ có một hoặc là hai cái hệ thống để cho cái cơ quan Bộ Ngoại giao và Sở Di trú để coi cái lý lịch của ta qua cái hệ thống đó thôi. Cái thời điểm sau 911 đó, là cách đây khoảng 12 năm rồi đó, thì Quốc hội đòi hỏi người ta trước khi cho bất cứ cái quyền lợi gì, cho dù là thẻ xanh hay quốc tịch, thì phải có thêm cái sự coi về cái lý lịch của người ta. Thì trong một cái hệ thống coi về cái lý lịch đó, thì cái đó là cái hệ thống nó gọi là name check, là chỉ có check tên người ta thôi. Cho nên giả sử trước đây người ta check cái tên giống như tên Nguyễn Đại Huy Tuấn, thì người ta check tên Tuấn Nguyễn, Huy Tuấn Nguyễn, Huy Tuấn Đại Nguyễn, Đại Huy Tuấn Nguyễn, tất cả hết, và những cái phonics nó pronounce giống như vậy người ta check nữa. Cho nên cái thời điểm đó đó, mà khi mà phỏng vấn đó, cái nhân viên kêu chờ để cho người ta hoàn tất cái lý lịch của mình đó, là thường thường cái đó nó liên quan về cái check tên của mình thôi, là cái security clearance về cái tên của mình thôi. À, Tuấn không có nằm trong cái cuộc hoặc là không có đại diện cho cô, cho nên Tuấn không có thể đoán được chính xác là như thế nào. Tại vì đây nó chấp thuận cái hồ sơ bảo lãnh, nghĩa là nó không có nghi ngờ cái mối quan hệ là vợ chồng nữa. Mà cái Y-485 là thường thường nó là cái mẫu đơn để coi về cái thẻ xanh cho mình. Và thường thường nếu mà trục trặc là về cái lý lịch cá nhân của mình thôi. Đó. Thì trước khi nó chấp thuận cái thẻ xanh á, thì cái visa nó phải có. Nếu mà ông xã của cô có quốc tịch Mỹ thì cái visa lúc nào cũng có. Cho nên nếu mà mình đoán lại đó, thì nó chỉ là cái clearance check thôi, là cái tên của cô thôi. Đó, nhưng mà cái problem á, là cái tên á, nhiều khi nó trùng với người khác, hoặc là nó cùng với người khác mà nó lại sợ nó rơi vào cái đó, thì nó phải check từng một người. Rồi sau đó nếu nó hoàn tất, nó không có gì trở ngại, thì lúc đó nó chấp thuận thẻ xanh cho cô. Nhưng mà ngược lại, cái hồ sơ này đó cũng hơn một năm rồi. Cho nên thường thường á, thời điểm này nếu nó có check thì cao nhất là 3 tháng cho tới 6 tháng thôi. À, đối với Tuấn á, thì một cái phương cách á, mà trước khi làm á, là make sure nó không còn vấn đề gì khác, nó chỉ là cái vấn đề đó thôi. Thì lúc đó, đó liên lạc với một luật sư nào đó xem có cách nào người ta có thể thúc đẩy cái thủ tục đó. Hoặc là nhiều khi giống như trước đây, người ta phải kiện cái cơ quan đó để cho người ta hoàn tất cái trách nhiệm đó. Tại vì thường thường 3 tháng, 6 tháng hoặc là 9 tháng là maximum thôi. Mà bây giờ cái hồ sơ đã tới một năm mấy rồi. Cho nên make sure. Nhưng mà nhiều khi nó lại liên quan tới cái vấn đề hồi trước cô kê khai như thế nào.
hoặc là cái quá khứ cô xin visa như thế nào thì cái đó là chuyện khác nha. Cho nên mấy cái này cô phải ngồi xuống rồi cô xem trước đây nó có cái gì để có cái sự nghi ngờ hay không. Nếu mà không thì nó chỉ nằm trong cái vấn đề là cái security check của cô thôi. Rất là cảm ơn cô Ngọc ở thành phố Irvine. Và thưa quý vị, cho Tuấn xin mời đường dây cuối cùng thôi. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, có người bạn ở Việt Nam á, năm nay 60 tuổi rồi, muốn mời người bạn có đám cưới được không ạ? Dạ vâng, xin lỗi, tên gì vậy anh? Tên Hoàng. Được, gọi từ đâu về Hoàng? Gọi từ Đắk Lắk. Dạ vâng, bà ta độc thân hay lập gia đình và còn đi làm hay không ạ? Dạ. Bà ta độc thân hay lập gia đình hay còn đi làm không ạ? À, có đi làm. Dạ vâng, có chồng không? Không, người bạn trai. À, người bạn trai, người bạn đó có vợ không? Người bạn trai còn độc thân. Ok, rồi. Dạ vâng, 60 tuổi còn độc thân ạ. Và muốn đi qua đi du lịch. Ok, cho Tuấn nói chung. Không, ok, rồi đi qua đây để dự đám cưới phải không Hoàng? Dạ, đám cưới. Dạ vâng, rất là cảm ơn Hoàng. Và bây giờ Tuấn sẽ cố gắng trả lời. Trở lại cái vấn đề câu hỏi đi du lịch. Anh thua cái tài sản và cái sự tin tưởng cho cái lãnh sự quán, người ta sẽ trở về Việt Nam. Cho dù cái người này 60 tuổi hoặc là 30 tuổi, nó vẫn là cái điều luật như vậy. Cho nên khi người ta xin đi qua đây du lịch đó, thì cái lý do để đi qua đây dự đám cưới thì đối với Tuấn là cái lý do chính đáng rồi. Nhưng mà đối với cái lãnh sự quán thì người ta có trách nhiệm phải giải quyết cái hồ sơ theo điều luật 214B. Thì điều luật 214B đòi hỏi người ta phải trình bày cái lý do gì để cho cái lãnh sự quán tin người ta sẽ trở về nước Việt Nam. Thì đây là vấn đề gia đình và vấn đề tài sản. Cho nên có thể cái sự tài sản nó không có đòi hỏi cao giống như một người 30 tuổi. Mà nếu mà đây 60 tuổi thì nó có thể nó đòi hỏi ít hơn. Nhưng mà cái điều kiện thì chỉ cần là trình bày cái tài sản ở bên Việt Nam và cái gia đình còn sót lại bên Việt Nam rồi lúc người ta đi phỏng vấn để xin visa du lịch mà thôi. Thì đây là những cái thủ tục người ta làm trên mạng và đi phỏng vấn với cái lãnh sự quán. Thì cái thời gian nó chỉ có vài tuần mà thôi. Cái quan trọng là cái tài sản và gia đình người ta bên Việt Nam để cho cái lãnh sự quán tin người ta sẽ trở về Việt Nam. Rất là cảm ơn Hoàng ở thành phố Dallas. Và thưa quý vị, tới đây cũng hết thì giờ cho chương trình tối nay. Và tối nay là ngày 27 tây tháng 1 năm 2014. Chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV, 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face. Và tiện đây cuối năm và sắp sửa qua mùa xuân của năm 2014 thì cho Tuấn xin chúc quý vị và tất cả gia đình của quý vị một cái sự an lành trong gia đình và cho công ăn việc làm của quý vị và một cái sức khỏe rất là tốt và hy vọng quý vị làm ăn rất là thành công. Và tới đây xin chấm dứt chương trình và xin tạm hẹn quý vị vào mỗi chiều tối ngày thứ hai. Xin kính chào.